Vì sao mộ của ông bà, tổ tiên trong nhà lại ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu? Không biết là dại lắm. Tại Việt Nam ta, từ ngàn xưa tới nay đã có một phong tục thờ cúng cha mẹ, ông bà tổ tiên. Đây là một nét văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ từ trước tới nay. Điều này thể hiện rất rõ về tinh thần hiếu đạo, uống nước nhớ nguồn của toàn dân tộc. Người xưa đã quan niệm rằng, việc có một ngôi nhà ấm cúng, đoàn tụ ở thế giới bên kia là một điều cực kỳ quan trọng. Do đó, xây dựng mộ phần cho tổ tiên, ông bà nhà mình là một điều cần phải được chú trọng rất nhiều. Có như vậy mới bồi đắp được nhiều phước phần cho con cháu trong nhà. Văn hóa của gia đình mới giữ được mãi qua nhiều thế hệ, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Theo quan niệm của người Việt Nam nói riêng và một số nước châu Á nói chung, mộ phần của tổ tiên sẽ ảnh hưởng tới con cháu. Do đó chúng ta không được quên việc chăm sóc mộ phần và sống hướng thiện để mà tích đức cho nhiều đời về sau. Mộ tổ tiên ảnh hưởng đến con cháu như thế nào? Đã từ lâu, trong văn hóa của người Việt Nam, mộ tổ là một nơi rất quan trọng. Các con các cháu không bao giờ dám lơ là việc trông nom mộ cho chu đáo, bởi vì sợ có những bất trắc xảy ra với cuộc sống hiện tại, bởi vì sợ ông bà trách mắng. Đầu tiên phải nói rõ, phần mộ có sự ảnh hưởng khác biệt giữa nam và nữ, khác nhau giữa từng người con trai, từng người con gái. Các cụ xưa vẫn có câu, âm mà siêu thoát được thì dương mới thái bình. Tức là người thân của mình khi mà mất đi, họ mà hoan hỉ, không còn sân si nữa với con cháu thì sẽ phù hộ cho con cháu của mình. Hôn nhân mộ tổ được cho là có ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân của con cháu trong nhà. Đó là một phần lý do có người thì kết hôn sớm, có người lại kết hôn muộn. Gia đình thì hạnh phúc, còn gia đình khác thì lại không. Con cái có nhiều người có thể dự đoán tương lai con cái qua phong thủy phần mộ của tổ tiên, bao gồm gia đình của chúng, sức khỏe, sống thọ hay là không. Nhấn mạnh cái sự hòa hợp giữa con người với sinh khí tự nhiên. Do đó là con cháu trong nhà, chúng ta phải hướng tới cội nguồn của gia tộc, gia tiên nhà mình. Tài vận số mạng của một người không chỉ do nghiệp lực của người đó mà còn theo cộng nghiệp. Cho nên ta mới sinh ra một gia đình, dòng họ nào đó. Ngoài ra còn một nguyên do người ta gọi là phúc đức tại mẫu trong nhà. Vì người mẹ sống đã làm nhiều việc thiện có ích, tích công, tích đức, hay là chưa, hay là có nhiều việc gây ở tạo nghiệp cho con cháu sau này phải gánh. Chính vì thế, mọi người phải bớt chút thời gian chăm lo thờ cúng, hương khói ở nhà. Người ta nói, trong nhà có ấm thì ra ngoài mới êm. Với nét văn hóa uống nước nhớ nguồn đó, chúng ta luôn có phong tục cúng tạ mộ vào cuối năm và đi tảo mộ vào dịp đầu năm mới. Điều này xuất phát từ tư duy của người xưa rằng mộ của tổ tiên ảnh hưởng tới con cháu đời sau ở những phương diện sau đây. Ảnh hưởng đối với từng cá nhân không giống nhau. Đầu tiên phải nói rõ, phong thủy phần mộ có sự ảnh hưởng khác biệt giữa nam và nữ, khác nhau giữa từng người con trai, từng người con gái. Điều này được giải thích bởi phong thủy bát trạch. Người ta suy đoán thì đây là do bát quái của la bàn phong thủy quyết định. Hôn nhân. Mộ tổ được cho là ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân của con cháu trong nhà.
Đó là một phần lý do. Có người thì kết hôn sớm, có người lại kết hôn muộn. Gia đình thì hạnh phúc, còn gia đình khác thì lại không. Nếu các ngôi mộ được xây dựng trong vùng đất cô quả thì cuộc sống hôn nhân của con cái sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lấy một ví dụ trong trường hợp như thế này. Một gia đình nọ có hai con trai đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng mà cả hai đều chưa lấy được vợ. Người trong nhà rất lo. Có một vị thầy phong thủy đã đi khảo sát ngôi mộ tổ tiên của gia đình họ và phát hiện ra rằng nó nằm ở vùng đất cô quả. Vì vậy đã giúp cho họ chọn một vùng đất có địa cát hơn. Sau khi di chuyển mộ chưa đầy được một năm thì liền được song hỷ, tức là cả hai con đều lấy vợ. Con cái. Nhiều người có thể dự đoán được tương lai con cái của mình qua phong thủy phần mộ của tổ tiên, bao gồm gia đình của chúng, sức khỏe, có sống thọ hay không. Con cái nhiều hay ít, có tiền đồ hay không, đều có thể được dự đoán từ phong thủy của ngôi mộ gia tiên. Vấn đề thọ mệnh. Thọ mệnh tốt xấu, dài ngắn của con cái trong gia tộc đều sớm có thể phản ánh từ phong thủy phần mộ gia tiên. Phong thủy âm trạch được xem là một ngành khoa học, không phải mê tín. Cái này được người ta nhấn mạnh vào sự hòa hợp giữa con người và sinh khí tự nhiên. Do đó, là con cháu trong nhà, chúng ta cần phải lưu ý tránh lỗi phong thủy âm trạch, tuyệt đối đừng mắc phải. Tài vận. Số mạng của một con người không chỉ do nghiệp lực của họ mà còn theo cộng nghiệp. Cho nên ta mới sinh tương ứng trong một gia đình, có thể giàu, cũng có thể nghèo, cũng có thể bình thường thôi, ở một dòng họ nào đó. Ví dụ như, nếu như số của người này được định sẵn là một người rất giàu, thông thường mà nói, anh ta sẽ không nghèo, nhưng mà tương lai của anh ta sẽ có bao nhiêu là tiền. Phong thủy mô mả có thể khiến cho tài vận thay đổi như thế. Đó chính là lý do Đức Phật luôn khuyên con người nên lấy chữ hiếu để đặt lên hàng đầu. Nếu mà không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ có thể bỏ đi. Tại sao mộ của tổ tiên lại có thể tác động tới đời con cháu? Trong kinh thư có viết: người chết có khí, khí có thể cảm ứng, ảnh hưởng tới người sống. Giống như việc khi thời tiết mà âm u, ta hay buồn phiền, cơ thể thì nhức mỏi. Những người sống ở nơi nắng ấm thì thường vui vẻ, lạc quan hơn. Điều này cho thấy vận khí này là thứ vô hình, nhưng mà lại có khả năng tác động đến cả chúng ta. Trong khi đó, mộ phần cũng là nơi có sinh khí, đặc biệt là mộ tổ tiên, nơi tụ họp nhiều luồng khí của những người thân đời trước cùng hội tụ nơi đây. Trong sách Âm Trạch Phong Thủy, tức là sách nói về phong thủy về mộ phần, có viết rằng: người mà chết sau khi an táng, chân khí sẽ kết hợp với huyệt khí để hình thành sinh khí, thông qua con đường do âm dương giao lưu để mà tạo thành, sẽ có ảnh hưởng đến vận khí của thân nhân. Hai khí âm dương thở ra thành gió, bay lên trời thành mây, hạ xuống dưới thành mưa, lưu động dưới đất để thành sinh khí. Sinh khí lưu động trong lòng đất có thể dưỡng dục vạn vật. Con người là một thể kết tinh từ tinh cha huyết mẹ. Vì vậy con người cũng là một thể kết tinh từ hai khí âm và dương. Mỗi một cơ thể khi sống đều có hai khí âm và dương. Sau khi chết, cơ thể biến mất, nhưng mà hai khí âm dương này thì lại không biến mất, khi ngưng tụ trong xương của cơ thể người sống. Cho nên nếu người chết mà xương chưa mục thì khí vẫn sống. Vì vậy khi mai táng,
cần phải tìm một mảnh đất có sinh khí. Để sinh khí và hai khí âm dương vẫn còn trong thi thể kết hợp với nhau để phù hộ cho người thân. Nói theo cách khác, tổ tiên cũng đã từng có đời sống như chính chúng ta, và họ cũng có quan niệm sống riêng, cho dù thân xác không có còn nữa. Sẽ có người đã được giải thoát, chuyển sang kiếp khác. Có những người thì vẫn cố chấp, vẫn giữ khư khư ngôi mộ của mình, xem như là nhà. Ít ai được như kiểu người thứ nhất. Hầu hết chúng ta lại là kiểu người thứ hai. Cho nên họ rất thích ngôi mộ của mình phải là đẹp, phải là sạch sẽ. Đó là lý do không ít con cháu từng nằm mơ ông bà báo mộng là bị trâu phá hay là cỏ bị khô quá, vân vân. Những suy nghĩ cố hữu này khó mà phá bỏ được. Chỉ có những người tu tập, hiểu biết mới tin rằng ngôi mộ không quan trọng bằng việc họ tu tập để chuyển sang cảnh giới khác. Tuân theo quy luật luân hồi của vũ trụ, ta cũng chẳng thể nào ép được một người đã mất rằng họ phải tìm cách để siêu thoát, chứ không có được loanh quanh ở đây cả năm đến nghìn năm như thế. Vì vậy dù sao chúng ta cũng phải luôn có ý thức giữ gìn mộ tổ tiên sao cho sạch đẹp và tươm tất. Tuy nhiên, nếu mà ai có ý định xây mộ tổ hoành tráng để mong có thêm phúc lộc cho con cháu thì điều này lại xuất phát từ tâm tham. Người mà đã mất sẽ cảm nhận được nào này, và họ càng sân hận, khó giải thoát hơn. Vì thế, nếu có thể chính bản thân con cháu cũng phải biết tu tập, vì không chỉ lợi cho mình mà còn lợi cho những người đã mất, bao gồm ông bà, tổ tiên của người đó, những người đang dõi theo để phù trợ cho chúng ta. Như vậy có thể thấy rằng phong thủy, mô mả tốt hay xấu đều phần nào đó có sự ảnh hưởng qua lại tới con cháu. Vì thế, không chỉ chuyên chú trong việc chăm chút mộ phần, mà chúng ta cũng không được quên cái việc tu tâm, tích đức, mang lại lợi lạc lâu dài cho nhiều đời sau. Những tác động của phần mộ tổ tiên đến các thế hệ tương lai có giống nhau không? Những tác động của phần mộ tổ tiên đến các thế hệ tương lai đều không giống nhau. Thứ nhất, tác động phong thủy của phần mộ tổ tiên đến thế hệ tương lai giữa nam và nữ là không giống nhau. Lấy một ví dụ thực tế như sau. Có một hộ gia đình, ba thế hệ con gái đều rất tốt. Không chỉ có thể kết hôn với người chồng tốt, mà còn có thể phát triển tốt tất cả các khía cạnh của riêng mình. Con cái thì cũng rất thuận. Nhưng mà đối với con trai trong mỗi thế hệ thì đều rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Đa phần đều rất đoản mệnh, thường không sống qua lục tuần. Và một số lại còn gặp phải tai họa bất ngờ. Cuối cùng, có một vị thầy phong thủy đã xem và cho biết phần mộ của nhà anh đang có vấn đề. Kết quả khảo sát thực địa quả đúng như vậy. Mộ phần của tổ tiên nhà anh ấy ở phía đông nam, đối diện phía trước là một ngọn núi đẹp, non nước hữu tình, hướng về phía đông. Nhưng mà về phương vị chính đông thì lại đối mặt với những hẻm núi và nền đất bị sụt lún. Phương vị đông nam là một quẻ trong bát quái, hướng của gió có ảnh hưởng tới chủ nhà là con gái cả. Hướng đông chính là quẻ chấn, một trong bốn phương thuộc về phương đông. Theo trong bát quái thì tương ứng với con trai cả trong nhà bị họa nạn. Thứ hai là phong thủy phần mộ tổ tiên ảnh hưởng không giống nhau với các con cái, con cả và con thứ tư, hay là con thứ hai và thứ năm, hoặc là con thứ ba và đứa thứ sáu đều bị ảnh hưởng không giống nhau. Điều này được quyết định bởi la bàn bát quái với mặt phẳng 360 độ chia thành 24 hướng núi. Quy về khu vực bát quái, người ta gọi là một quẻ quản ba núi. Lấy một ví dụ về một trường hợp thực tế như thế này. Có một gia đình
người anh cả sinh ra một đứa con gái câm. Con trai của anh ta sinh ra một đứa cháu bị điếc. Trong khi đó, người anh thứ hai, con cái lại đều rất có tiền đồ, triển vọng. Khi xem tới phần mộ tổ tiên của anh ấy, đối diện với hướng chính đông của ngôi mộ là núi, có rất nhiều đá rơi xuống. Hướng chính đông chính là quẻ chấn trong bát quái, tương ứng với con trai cả. Do đó khiến cho người anh cả bị ảnh hưởng như vậy. Thứ ba, tác động vào vận thế của con cháu có những thể hiện cụ thể trong các khía cạnh khác nhau. Phong thủy đối với phần mộ của tổ tiên ảnh hưởng trực tiếp tới con cái, bao gồm hầu như tất cả các khía cạnh của cuộc sống, như là vấn đề tiền tài, tài vận, hôn nhân, con cái, sức khỏe và sự nghiệp.